Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hãy góp ăn chia tổng giải thưởng là 1.700 tỷ tốc cần có ký hiệu là CMD, đến từ dự án của Komodo Coin nè các bạn. Thì chương trình hãy góp này chỉ dành cho 17 người tham gia các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần list phần link dưới mô tả dưới video quá của mình, các bạn mở link phong các bạn. Video đầu tiên các bạn xem kênh Telegram đó nè, góp nè. Trên kênh Telegram bằng cho anh xào cơ mà. Rồi, các bạn chatbot một câu được không? Rồi, sau đó các bạn bắt đắp lên đây các bạn. Các bạn cho anh tiếp kênh seller nữa nè. Rồi, các bạn bắt đắp lên nha mà. 10k tham gia. Tiếp tục các bạn copy cái hashtag này nè mà. Thôi, vào đây các bạn follow Twitter nữa mà. Trên tờ Twitter nó thì các bạn theo dõi nha bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Sau đó thì bạn copy hashtag này nè các bạn. Các bạn vào đây nè. Các bạn like nè, các bạn chấp nhận với tờ tweet nè. Các bạn dán hashtag nó vào và tan ba người bạn mình vào nha các bạn. Rồi sau đó bạn tweet lại nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi sau đó follow Instagram nó nè. Trên Instagram thì bạn theo dõi nè. Sau đó bạn rất là lâm phong nè. Sau đó các bạn vào đây các bạn chọn bình chọn cho nó các bạn. Trên con Silver nè. Thì vào đây thì các bạn chỉ việc login vào thôi các bạn. Email mật khẩu rồi bạn login vào nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào up to wallet luôn các bạn. Rồi xuống đây các bạn vuốt cho nó cái nè các bạn. Rồi bấm boot now for. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên Limphong nha các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn điền là username Telegram bạn đã chọn sao IGOP nè. Thì các bạn mở Telegram tất cả bạn ra nè. Các bạn nhấn bắt anh cùng nè. Vào setting nè. Copy username mình nha các bạn. Cộng anh 4 số 3. Một, hai, ba, bốn. Cái máy của mình xong rồi mà điện chữ nó chậm quá các bạn. Tiếp tục điện lưu xin em Twitter tôi các bạn nè. Công Win. Gì sao mà bấm được tờ V này nè, 9 nè các bạn. Tiếp tục submit link request nè các bạn. Thì các bạn mở Twitter tôi của tất cả bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ảnh avatar nè các bạn. Nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn đã tweet nè, sẽ chết liên kết nè. Rồi là vào link phong này nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ Instagram mình nha bạn, thì bạn nhấp vào Instagram mình nè. Rồi các bạn nhấp ảnh avatar của mình nè các bạn. Rồi bạn copy của username Instagram bên chỗ này nè. Bạn sao chép lên nè. Vào đây các bạn thêm mã cộng đầu tiên các bạn. Rồi các bạn dán username Instagram mình nè. Rồi vào đây tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email các bạn đã vuốt con Silver các bạn. Tiếp tục mình gửi địa chỉ bên bi sao margin test 20 trên chiếc chocolate của tất cả các bạn nha bạn. Xong. Sau đó các bạn kiểm tra lần nữa thông tin hết có chính xác không chính xác, các bạn gỡ được xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án có tên là Komodo Coin đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thôi nhé.